Rồi sư với lại thầy đó xuống nhà trường hồi nào? Xuống nhà trường là lúc hôm ngày hôm qua, là lúc có chở giờ nó cũng có lúc là có 12 giờ thôi gì đó. Ừ. Rồi bây giờ đang ở đâu? Thì ngồi thiền xong bắt đầu là ông trường ông thấy như vậy. Bắt đầu buổi chiều lại ông trường ông ngồi thiền, huynh mới chỉ cho ông trường ngồi thiền. Rồi sáng lại ông trường ông ngồi thiền tiếp, sáng lại hồi sáng này ông trường nói huynh ơi, cái pháp thiền có thông minh chỉ hay quá. Ừ. Thì bây giờ hiện tại là đang ao bồm. Mà bây giờ đó huynh ao bồm ở khu Trà Vinh. Mà bây giờ huynh nó phải đón như vậy là nếu bụi ven á mà phải cắt cái cốc xong xuôi hết đem mấy tượng Phật về á, là lúc đó là cho bụi ven ngồi thiền đó tại chỗ, là có nghĩa là cắt đứt luôn. Còn bây giờ mà cái chỗ mà ngồi bụi ven mà chưa cắt được, cái ta bảo mà đưa Phật về á, là cái giai đoạn này thì nó cũng chưa có chuyển được đâu. Chắc có lẽ là phải có một cái ngôi tam bảo đưa Phật về, là huynh với ông vị đó đó xuống là ngồi thiền bắt ven ngồi liên tục, là cái đó là mới cắt ra được cái chú trường. Mà bây giờ cái chuyện xây cửa xây nhà đó là thấy cái tình hình là trời ơi, mụ biết ơi, dính đất đai ở gia đình của bà ngoại lung tung, nghe thấy huynh không có xía vô mà huynh nghe lung tung lắm. Con cho tác động đó thì đó không, cái chuyện YouTube là không có nói, mà điều đó là ở trong gia đình có người này người kia là ý này ý sư kia đủ thứ. Sư biết con hả? Sư bình tĩnh, sư nghe con nói. Con cho tác động đến nhà ven như vậy đó. Rồi nghe. Rồi. Bây giờ mấy bữa giờ ven có nhắc với con không? Không có nói gì hết. Mà rồi, điều đó là giờ cái nói. Sư thì có ngồi nói. Ven có biết là ven có biết là con với sư có kết nối với nhau để sư xuống dưới giúp cho ven ngồi thiền không? Không có nói vậy đâu được. Ừ. Rồi. Trời ơi, tự nhiên nói vậy, không có nói vậy. Rồi, ven nó tỉnh hơn chưa? Tỉnh rồi. Mà bây giờ là chưa có xây nhà xây cửa được. Chuyện nhà cửa không có xây được, đừng có mê, đừng có mơ. Con cho người tác động, nó không bao giờ xây nhà cửa được đâu. Thì bảo vậy đó. Người tỉnh không bằng người tỉnh. Cái chuyện đó là huynh không để ý tới, mà điều có quan trọng nhất là huynh nghĩ là có nghĩa như là phải có cái nơi để cho bụi ven ngồi thiền, chứ không lẽ tới nhà ông trường hoài đâu có được. Thì đó thì tự phước báo của mọi người, tóm lại là cái nhà không cất được đâu, con đã cho người tác động vô. Thì thấy lùm xùm đó, huynh cũng không để ý chuyện đó làm cái gì. Bây giờ cái vấn đề là ven cắt đứt với trường là con sẽ xuất hiện, một tháng là có nhà ở liền. Thì đó, thì bây giờ để tình hình mình coi làm sao, chứ bây giờ là nếu như vậy á, là cái cách như vậy là phải tìm cách làm sao để mà cho mũi ven ngồi thiền liên tục, là ông trường nó ngồi thiền liên tục. Mà bây giờ ngồi là cho mấy người đó là huynh tiếp cận cho ngồi thiền, bây giờ ở đâu cũng lẽ lại nhà ông trường bắt người ta ngồi thiền hoài. Ừ, thì ngồi đó đi, ngồi đó khi nào mà ven cắt đứt trường ra lúc đó con xuất hiện. Thì đó thì cái chuyện huynh bây giờ huynh phải hỗ trợ, phải ngồi kêu bộ ven ngồi với huynh, là bộ ven ngồi. Và ông trường không thấy vậy, ông bắt chước ông ngồi theo, thì có tự nhiên cái ngồi cái thời gian thiền nó lắng dịu, nó thấm vô cái là cái chuyện cái tình yêu, cái lâu là ông trường ông có pháp thiền rồi đó. Rồi lúc đó ông có cái chuyện yêu gọi không có nhớ nữa. Quan trọng là mình phải là chỉ cho ông trường một cái bài pháp tu thiền để ông cho ông luyện, ông tập. Ông còn cảm ơn huynh mà ông nói huynh ơi, bây giờ tất cả là để sẽ giác ngộ. Chỉ vì cái đồng tiền thôi mà hạnh phúc vợ con gia đình nhà cửa là đều dính nhau hết đó. Ông trường không nói vậy mà. Trường có vợ con rồi hả? Quỳnh đâu có biết vụ đó, thấy mụi gỡ qua đó. Sao trường hay da dẻ quá vậy? Có cần Quyền Linh phải cho ra vợ đi ra nói trước công chúng, giống như là Tuấn chồng ven ra nói trước công chúng không vậy trường? Sao trường hay da dẻ quá vậy trường? Trường coi thường cái sư cô nhỏ bé 45kg này quá vậy. Mà mũi là rất là thông minh, mà điểm cái chỗ gì nè, biết sao không? Bây giờ thì một hướng mũi ở xa, bây giờ không tiếp cận được, mà mũi là tác động bằng trên Facebook hoặc trên Zalo, mà giờ huynh tiếp cận đây phải chỉ có con đường chỉ cho họ tu thiền thôi. Thì giờ huynh phải phối hợp với cách đó với mũi, còn giờ không được thì thôi huynh về huynh núp lại, chứ không có ở đây mà lang bang mà sao được. Không thì ở đó để hướng dẫn cho ven ngồi thiền 10 ngày đi.
Vài bữa nữa con Chị có hai, cuộc chị hai. hẹn con có cuộc hẹn ở dưới núi Cấm với huynh đệ tỷ muội của con ở dưới núi Cấm rồi, vài bữa nữa con có hẹn. Hẹn xong rồi con nói Trời chứ ơi. khi nào mà ven cắt đứt trường ra thì con mới xuất hiện mà. Thì Trang biết sử rồi, mới bây cho giờ nhân tôi ở loại đây. luôn á. Tôi bỏ ở đây bớ mấy ngày mà tôi thấy tình hình rồi lung tung quá, tôi thấy tôi mệt mỏi quá trời, tôi không có dính gì hết mà tôi. Thiền sư hướng dẫn người ta ngồi thiền là thiền sư cứ như như bất động chứ thiền sư để cảnh chi phối mình là thiền sư. Không, tôi thấy gì đâu mà ta cái YouTube YouTuber rồi thấy mấy ông này ông bàn tới, tôi đi với con que tôi đi rồi sáng giờ tôi thấy mà tôi có quạt thôi, để tôi về tôi lo cái thân tôi luôn cho rồi. Sư ở đó rồi, ở Trời đó thì vài bữa ơi, đợi con xuống. Chừng nào muội bà đi đi lăn đi lóc đi, trời ơi thôi đi lăn đi lóc đi, phải khi bây giờ có một cái nơi nào đó tới đó tôi chỉ cho ngồi thiền và tôi ngồi tôi nghĩ tôi định thiền tại nơi đó là xong. Còn bây ủa mắc giờ gì đi không tôi về đi nhà với con ven ngồi ngay cội cây bồ đề với cái chòi lá đó, mắc gì gì đi, ai kêu đi ông bà ông giải nào kêu đi. trời ơi, chị ơi chị, mấy ông YouTube ông vô ông quay tôi một cái banh xác nữa giống như chị. Tôi để ý chị bụi đã bị rồi, mấy ông đưa lên tùm lum mà tôi ngồi đó nữa, cái đưa tôi lên tùm lum nữa Sư tôi mới chết tôi sư nữa ơi, đi với Phật ơi. bằng áo cà sa, đi với ma bằng áo giấy, sư có thể bận đồ thường vô đó và bịt khẩu trang sư ngồi thiền, đó là cái cách để cho sư ứng hóa thân để sư cứu độ chúng sanh quay về chánh đạo. Rồi hôm qua nó lỡ mặc cái bộ đồ vàng, cái chú Thội ông chở tôi và cái ba ly là đi cái để ở ở nhà trọ, nó không có về thay bộ đồ thường ra được, mặc đồ vàng từ hồi sáng giờ, hồi sáng này mới vô nhà bà ngoại với băng YouTube vô quá trời, giờ gặp mấy cái băng YouTube biết tôi nữa, tôi đeo khẩu trang tôi trốn gần chết. Tóm lại là sư đeo khẩu trang, sư mặc đồ thường đi, đi với ma bận bận áo giấy, đi chừng nào đi với Phật thì hãy đắp y bằng áo cà sa vô. Bây giờ tôi tính là sáng nay tôi đi xe tôi về đây nè. Thôi sư Khi ơi, nào tự mà nhiên ổn bỏ cuộc vậy, rồi sư phải cứu nó chứ, bây giờ không ai tiếp cận với ven được trơn có mình sư á. Sư cứu nó đi, thì ráng cho bởi tụi nó vậy ngồi thiền đến khi nào mà nó dứt dục ra được rồi đó, nó cắt ven cắt đứt cái trường thì khi đó con xuất hiện. Con xuất hiện thì ven sẽ sớm có nhà ở, được có nơi tu tập đàng hoàng. Được chưa? bây giờ là phen là tôi bắt ngồi thiền, giờ nếu mà chiều nay tôi ở lại tôi bắt ông Trường ngồi thiền với tôi. Quan trọng là tôi cắt ông Trường ngồi thiền, còn phen là đã cái chuyện phen là dễ ẹt rồi, cho ông Trường ông thấm những cái thiền lúc mà ông đi trong cái thiền ông lăn lăn hồn tai rồi đó, là tự nhiên là ông nhớ cái thiền không, ông không nhớ gì hết á, ông có Vậy nhớ nè, ông nhớ ái dục một khi mà ái dục mà ngồi thiền không được, nó hành rồi đâu có được. bây giờ sư sẽ ngồi thiền, đồng thời sư tỏa cái năng lượng từ bi của sư ra, tỏa cái sự định, cái sức định của sư để cho những cái vị này được thấm nhuần, được tắm mình trong ngôi nhà Phật pháp, trong cái Đúng sự đúng thiền định. đúng 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 cái từng trường tôi sẽ phủ qua ông Trường, từ hồi sáng giờ tôi thấy ông khác, ông lại ông bắt tay tôi, ông lộn ôm tôi tùm lum hết trơn sáng giờ, trời ơi tôi nói thiệt cái mũi, ông qua nghỉ ông ôm tôi ngủ tự thứ hết á, giờ ông Ủa ngủ đi sao nó quay có sáng ông rồi ai Thoại nhắn. ngồi thiền ngày hôm qua vậy, sáng này có ngồi sao không, ông Thoại không quay nữa, ông Thoại kêu là luôn bên cạnh của sư mà. Trời ơi, thôi 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 cái chuyện ngồi thiền này đâu phải làm liên tục được, làm cái hội chúng là mình để một hai ngày mới vô gốc bồ đề, là cái vị thầy đó là ba bốn ngày làm bữa, là làm liên tục cái hội chúng, ta nói mấy ông này ngồi thiền là muốn lên cộng đồng sôi nổi là chết nữa. Nói gì đâu, ngồi thiền để trợ lực cho ven mà. Bây giờ cái nhiệm vụ của sư á là hướng dẫn ven trở về Phật tâm Phật tánh của ven, cho ven sống với cái tấm thanh tịnh. Bây giờ á, mặt hồ đã ngưng rồi đó, thì mặt hồ nó định định tĩnh rồi, nó không khuấy động nữa rồi thì sẽ thấy ánh trăng. Bây giờ ven đã dần dần thấy ánh trăng rồi đó, thấy Phật tâm Phật tánh của ven rồi, cái vấn đề là làm cho ven cắt đứt ái dục với trường ra, để cho trường nó ôm hết tiền quay về, vợ con nó cũng cho luôn, không màng tới, với điều kiện cắt đứt ven ra, lúc đó quyền linh xuất hiện được cho. Đó thì bây giờ nếu như vậy thì tôi phải ở lại lại nữa, là tôi vừa ngồi thiền với em mà tôi ngồi vừa với ông Trường, để mà tôi mở cái Rồi. từng trường tôi giao cho nó, ông Trường ông đi theo cái từng trường ngồi thiền của tôi đó, tôi phải chỉ, tôi chỉ hai người luôn. Mà bây giờ mà mới tôi xuống đây 3 ngày mà tôi đi theo đi theo trời ơi, mấy ông YouTube ông nói chuyện lăng tăng, tôi nói trời ơi, tôi nói chắc chết tôi rồi chuyện Bây giờ này. sư ở yên một chỗ, kêu ven cũng ở yên một chỗ rồi ngồi thiền với sư, đi đâu lông bông lang bang vậy? Hồi sáng này kìa từ ngủ dậy xong rồi chạy về ngoại về YouTube xuống về xong xuôi, và mới ghé ở ngoài ao bơm đây, hồi lúc mà bột giờ thì giờ đi thì xuống bà ngoại để mà coi vụ xây nhà xây cửa gì đó, tôi Không tới xây nhà được ngoại tôi đâu, đâu có khỏi vô đâu. coi. Con đã cho tác động rồi, không xây được đâu, khỏi coi cái vụ nhà cửa, đừng có mơ. Bây giờ ven đâu? Ý nó được ven chạy về đó, ven vừa chạy về ven coi thì bắt đầu huynh mới đi theo.
bây anh giờ bỏ giống nha. á, bây giờ nói với Ven sẽ tìm một cái chỗ nào yên tĩnh để mình ngồi thiền, chỉ nói như vậy thôi, bà Ven tự biết tự sắp xếp. Còn sư phải bịt khẩu trang vô, mặc đồ bình thường vô. Rồi bình thường thôi chứ tôi sợ cái y này giống như cô quá, cô bị cái y rồi. Tôi phải ở đây bây giờ tôi chỉ cho ông Trường với Phen ngồi thiền. Rồi, có Đầu nói não gì rồi. con nữa không? Rồi bây thôi bây giờ là chú thôi, chú chở tôi. Thì thôi cô nói vậy á, thì ông huynh phải chịu khó huynh ở đây chỉ cho mấy ông ngồi thiền chứ làm cách sao? Xong rồi con sẽ về núi Cấm, con gặp cô quản lý một cái nữa, rồi rồi sau đó là mới mới đi xuống ven, tại vì cô quản lý là cái người biết cổ không? Biết Cổ là cái người phán mà cứ ven nói là này kia nọ vi diệu huyền thoại. Bây giờ tá quả thâm tinh ra vậy, con quay về con hỏi cổ thử coi cổ trả lời sao cho YouTube theo quay luôn khỏi chối. mà bây giờ cái nhiệm vụ của huynh là chỉ ngồi thiền thôi chứ ngoài ra là huynh không có xía vô một cái chuyện gì tác động thứ hai nữa nha, chỉ là Ngồi chỉ thiền cho với bên chỉ lại là á, quán thân bất tịnh hay là quán cái gì cho thằng Trường nó thấy để nó gớm ái dục, nó cắt đứt ven ra, nó ôm hết số tiền đó, nó quay về vợ con nó cũng được ok luôn, với điều kiện cắt đứt ven ra để cho ven yên ổn tu hành. rồi nói với bộ gì nha, chứ còn cái chuyện mà cá nhân để chi tiết tình yêu và chuyện xem nhà xem cửa là mình không có biết đó nha, chỉ mình đang còn gì đó đó nha. Không có xây được đâu, đừng có mơ, con đã tác động vô rồi. Ý Quỳnh nói là Quỳnh không có đụng vô mấy chuyện đó, Quỳnh giờ chỉ cái nhiệm vụ là chỉ cho mấy người này ngồi thiền nha. Rồi, anh Di Đà Phật, rồi sư giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, rồi. Rồi, anh Di Đà Phật, dạ.